tên là cô thư ký. Như vậy có một vụ giết người khác và nạn nhân là cô thư ký. Rồi bây giờ thấy rõ cái mặt thằng hung thủ tới kia, tí nữa ra sau không biết được thằng nhân là ai nữa. Nhìn thấy mặt cái thằng đó kia rõ ràng sẽ bắt được. Cứ tìm thằng nào mặc giống đó là được rồi. It would appear that someone has hucked a rose gold wedding ring, a matching engagement ring. Sound familiar? Deirdre Muller. Press the pawnbroker and see what you can find out. The address is 348 South Main Street. The Muller case goes before the grand jury next week, and the DA does not want any evidence space. Then get out to the railroad depot on Santa Fe Avenue. We have another poor unfortunate found this morning beside a railroad line. 40-year-old white. Right, Skipper. Mình trả như vậy 40 tuổi. Ok, và chúng ta phải đi đến chỗ nạn nhân. Hay không phải? Giờ là như nào ta? Địa điểm này. Một là tiệm cầm đồ để mà hỏi về một chút về cái đồ kìa. Món đồ đầm mối. Nhẫn cầm đồ. Cặp nhẫn vàng khắc hoa hồng thuộc sở hữu của Moller, cái thằng mà Moller này cũng biết rồi. Được đem đi cầm đồ tại Global Loan. Ok. Như vậy là chính là cái vụ mà cái nhẫn mà bị đánh cắp á, trong vụ giết người đó bị đánh cắp. Và bây giờ là mình còn phải tới chỗ đó xem xét thử như là cái nhẫn nó như nào. And Deirdre Muller's ring. The Emperor may soon have to come to terms with the fact that he's wearing no clothes. Exactly. Did you get that book of riddles? Ơ, tự nhiên vô đây này. Ra ngoài. Ủa, cửa khóa à? Phải đi đường này mới đúng coi. Ok, giờ lên xe. Giờ tôi cần phải ghi một chút địa điểm. Cầm đồ đây. Chứ là tới chỗ điện tiền cầm đồ xem thử. Cái vụ án Moller vẫn chưa được giải quyết xong. Giờ mình cũng quay mắt Moller là thằng nào nữa. Moller là thằng nhanh cơ mà bị giết bởi chồng quá. Witnesses have fingered the wrong guy before. He ran for God's sake. And he always maintained he was set up. Giờ chúng ta sẽ đi ra cái chỗ cầm đồ gần đây thôi. Chỗ này đây. Mình sẽ dừng lại. Đây là tiệm cầm đồ tên là Loan. Toàn mấy cái đồ hàng xịn không ạ. Lô. Tìm hiểu mà. Detectives Phelps and Galloway, LAPD. You have a rose gold wedding and engagement ring? David Bremner. Am I gonna get something for this pledge? Gave that bum money, now you guys are gonna leave me short. How much did you give him? $50. Try another number. 20? Try 10. Feel lucky you're getting it. I have the rings right here. Xem nhắn lên nè. Nhắn cặp luôn à. This mark here. Cái dấu gì đấy? Maker's mark. Usually traceable. That one came from Hartfield's Jewelry down on Broadway. Thanks for the tip. Cô mày nói là gì đấy? Cái dấu mà... Does this mark mean anything? Dấu hiệu là gì? Hallmark. Gives you an idea of the quality. Hmm? Cái này đơn giản là cho hiểu thử là vàng bao nhiêu ca, 22K. Thì cũng mình cũng không xài vàng nhiều lắm, mình cũng không hiểu ca như vậy là sao. What have you got on the guy who brought these in? Goes by the name of Percy B. Shelley. Gave an address. 15 Poland Street, London, Tulare County. Can you give us a description of the man who pawned these rings? Not sure. Medium height, medium build. Dark hair, I think. Sorry. He just had one of those forgettable faces. Be in touch, Mr. Bremner. Từ từ, mình có một vài cái thông tin chi tiết nãy chưa kịp xem thử. Ông có thông tin về gã đem chúng đến đây không?
thấy ghi tên thật là Percy Disraeli. Thậm chí cả địa chỉ này, địa chỉ ông có thể mô tả cái gã đem đi cầm đồ, cầm đầu nhẫn này không, đem chút mấy này không, và là cầm đầu nhẫn này không là sao? À không, chắc là ý là cũng là một thằng này. Ok, chỉ là biết tên và địa mà còn mà hình dáng chưa biết. Ok, như vậy đi. Và chúng ta sẽ đi phá cái vụ án này trước đã. Thì nó sẽ làm cái vụ án giết người sau. Giờ là có địa chỉ rồi, giờ chỉ việc lên xe và đi tìm địa điểm. Ủa sao không ghi cái địa điểm vô để mà tìm? Phải đã. Từ từ, trước đó cho xoay em nữa có nhiệm vụ phụ gì không đã? Chắc chắn phải có chứ. Xù. Nhưng mà xa quá. Tôi nhờ anh bạn này lấy hộ tới đó rồi, xin nó quay lại sau. Tôi nghĩ là rồi, quyết định đi tới chỗ hiện trường rồi sẽ phá cái vụ đó sau. We have a problem. We could have the local troopers check out the Blair County address. The address is bogus. Purpose having fun with us. The guy who's been sending all your letters is also the guy who pawned your brains. How do you figure that? Percy Bysshe Shelley wrote the poem that came with the Dahlia letter. Dahlia letters are genuine. The man who killed Elizabeth Short may have also killed Deirdre Muller. And how do we prove that, though? Skipper ain't gonna like this one. We're gonna have to rely on this guy tripping up on his own vanity. Giờ sẽ đến chỗ xăng ga để mà xem xét thử nạn nhân như nào rồi. Giờ ở dưới rồi, cần phải đi tìm đường xuống dưới đã. Trời ơi, chút xíu rồi chết. Tên ơi rồi, mình phải đi đường tắt rồi chứ, mắc mớ gì phải đi. Đây rồi, giờ phải đi xuống đây. Đây chính là xăng ga. Xem bên nạn nhân như thế nào đây. You boys ready? Follow me. We should keep this development with the rings under our hat until we speak with the captain. We're all on the same team, Rusty. Chain of command, Phil. The skipper will decide who needs the gun. Got it? I get it, Rusty. I just don't like it. Sanka. Và đây chính là nạn nhân. Cái này chị không nghĩ là bị cán chết đâu. Yeah, I look after all the rail depots. What have you got? The Negro, Nelson Gaines, called it in. I came down here to make sure him and the other guy, Jameson, stuck around. Jameson found the body? Something like that. Guy makes me sick. We'll talk to the coroner. Keep an eye on both of them. Và đây chính là người phát hiện nó sao? Detective Phelps and Galloway, homicide. Can you tell me exactly what happened? We were shutting cars over to the main line when I saw this man here lying on top of this woman. The woman wasn't moving and seemed to be in a bad way. What time was this? About 7:30 this morning, sir. Thanks for your help. Have you given Patrolman Hart your details? I have, sir. Thank you. You can go now. Có bình tưởng là sẽ mình nghi ngờ hay là hỏi thật chứ, ai ngờ thằng này nói thật hết trơn rồi. Trước hết là phải xem thử là hỏi ông bà thử. What have we got here? White female, approximately 40 years of age, lipstick smudges on the face, but no writing, at least nothing legible. A blunt force trauma to the temple, nose, and eye regions. Ligature marks point to the probable cause of death being strangulation. Any idea of the time of death? From her temperature, after midnight would be my guess. Sau nửa đêm. Như vậy chúng ta sẽ xem xét thử nạn nhân chúng ta có gì. Đây là một bị vật, một vật vật smell, có mùi lạ. There is the usual evacuation smell, but it appears she's been living rough for quite some time. Very strong smell. Mùi rượu rất nặng. The autopsy will tell, but I would assume that she was inebriated. Có bị say rượu đúng rồi, đúng rồi, có bị say rượu.
và đây là cô thư ký mà hồi nãy là có trong cái tự đề có ghi là như vậy. Hình như có bị mất rồi. Another missing ring. Certainly seems I've been swabbing a lot of bare fingers recently. Can you be more exact about the time of death? No later than 2 a.m. The state the body was in, a 1 or 2 hour window is the best I can do. Thời gian tử vong thì là máu. Thời gian tử vong thì chắc cũng phải là một nửa đêm, tầm có là xác định sau nửa đêm. Sau nửa đêm tức là tầm 1-2 giờ mà. Tầm 1-2 giờ hay là từ tầm có là 1-3 giờ á. Nghĩa là như vậy. Chúng ta có gì đây? Chúng ta chỉ có thể xem xét được 3 vị trí không? Cái này thì không có gì cả. Bàn tay nông nát. Tại sao giết người toàn giết phụ nữ này ta? Ok. Chúng ta có gì đây? Đây chính là cái túi của nạn nhân, không biết trong này có gì không? Một là cái này gì vậy? This is a chit for personal items, not booze. Something worth investigating. Cái này là đồ mà những người này mua, cái bà kia mua. Ví dụ như là quần áo này, make up này, đó, mấy cái đồ linh ta linh tinh. Có gì đây? Ví dụ như là pillow, là như là cái gối này, ba tấm ảnh này, nói chung là toàn không phải là những vật dụng bà này mua làm chưa biết nữa. Mẹ sao điều khiển bữa này qua đây, đúng rồi, đây là quán bar này. Tự nhiên quật sức là như nào kìa, đọc cái từ đây. Gì rồi? Đây rồi. Maybe someone at Mencius will remember. Thì chúng ta sẽ đến thử cái quán bar này xem thử. Connor. Vào ngày 9. Và đi xem thử trong túi này có gì đây. Toàn mấy cái giấy tờ nữa thì xem giấy tờ này cũng chả hiểu gì nhiều á. Toàn giấy tờ Việt Mỹ không. Đây là to the lot and see what they know about her. Đây là giấy tờ mà Keystone Studio lot closed back in 41. Nó bị đóng cửa rồi, tức là bị đóng cửa tầm khoảng là 7 năm, 6-7 năm rồi. Mà cái thẻ này vẫn còn ở đây sao? Con này là gì đây? Lá thơ. Đọc chắc chắc á. Có người đang thuyết phục bãi. Trời, mình đã lừa gạt đập nốt lắm rồi. Cứ cặc đi, tí nữa xem cái tóm tắt lại xem như thế nào. Bức thư bị xé nát phần trang. Một phần bức thư bị xé gửi tới địa chỉ Evelyn làm việc ở phim trường này. Thẻ nhân viên ở phim trường, đây là thẻ nhân viên. Và bà này thì cái phim trường nó bị đóng cửa lâu lắm rồi. Và bây giờ là vẫn có nhiều cái là như vậy, là chúng ta chỉ có được một cái manh mối duy nhất, đó là tới cái chỗ gì ta, quán bà hỏi thử. The city keeps tossing us dead bodies. We're just running to catch up. Có gì đây? Beautiful day. Hope we don't have any trouble. Cái này chỉ có khói thúc không? Không có gì quan trọng cả. Qua đây có vật gì nghi ngờ nữa không ta? Ok, như vậy chúng ta sẽ đi đến chỗ cái điện thoại để mà nói chuyện, để mà hỏi thử quán bar là chỗ nào. Ok, đây rồi. Police. Telephone. Hello? Phelps, 1247. How could I help, Detective?
detective. I need an address on Levine's Liquor, closest store to the Santa Fe Avenue rail yard, if possible. Just a moment, detective. Closest store would be the one at 939 South Hope Street. Thanks for your help. Cửa hàng rượu. Ok, chúng ta sẽ đến chỗ quán bar để xem thử. Đây là xe dành cho thanh tra. Từ từ, đứng lại, từ từ. Nhờ thằng này chở đi tới chỗ cái này. Làm nhiệm vụ phụ cái đã. Mấy tập trước không làm một cái nhiệm vụ phụ gì cả. Giờ nhờ thằng này lái là mình sẽ teleport đi luôn. Cái này nhiều thứ rất là khó hiểu. Chỉ có phá án trong một thời gian mới hiểu được cái nội dung của cái vụ phá án này như nào. Rất là hách não. Scarlet King, go ahead with the further. You should have iced those folks. You leave no witnesses, you stay out of the post. I'm not riding all the way to Santa Ana and then on to Cincinnati with you pissing in my but ear. But I'm tired of always being on the lam. I don't have a choice. A stick-up charge is still a stick-up charge, and I ain't going back inside. You're both coming with me. Don't do anything stupid. Trời, lái cái xe nó đi rồi thôi chết người rồi á. Đuổi theo. Ôi. Đánh ra nào, sao mà chắn đường tao kìa. Cái xe nó xe gì đó. Ủa, bà nó bắn vậy. Đừng nói là cái bà kia bắn chứ. You gotta get me closer. Đang cố đây, từ. Đường khá là loạn. Bắn vào xe. Chỗ nó phá đồ bắn. Ok, một bắn rồi. Hit it. Clean this asshole off the road. Bắn đây. Ok, chết rồi. Sao bắn vào xe là nó bắn đi. Keep it steady and I'll try to bust his tires. Bắn đây. Cứ bắn đi. You under arrest. Clean this asshole off the road. Hands behind your head. Hai vợ chồng chúng mày dám chơi kiểu ăn trộm vũ trang à? Nhầm, ăn trộm trang sức chứ. Mà nói vũ trang mà tự. Car 11K calling KGPL. Code 4 at the Lucas Avenue trolley station. The 459 suspects are in custody. Roger, 11K. All units, code 4 on the 459 suspects at the Lucas Avenue trolley station. Vâng, chúng ta đã làm được 16 trên 40 nhiệm vụ. Giờ đi tới chỗ nào ta? Ai, cần phải đặt ra cái địa điểm mà cần phải đi á. Nhiệm vụ chúng ta là gì đây? Trời, điều tra sân ga hiện trường. Vẫn còn thiếu à rồi. Như vậy là mình vẫn còn thiếu cái đó. Thôi kệ, mình sẽ để dùng cái trực chắn mà nó vẫn còn rất là nhiều, 2 điểm. Như vậy thôi kệ, mình sẽ nhờ ông này lấy giùm. You drive. I need to go over the case notes. Hiện trường xem thử chúng ta còn cái gì. Where are we headed? Nhưng mà chúng ta đã bị bỏ sót rồi. Chết mẹ. Ok. You know the way. You can drive. Lái đi. Cái thằng này ngáo ngơ dễ sợ. Can you drive to this one? Lái đi thằng này. Can you drive to this one? You can drive. Nó bị quần què á. You know the way. You can drive. Lẩu mỡ rồi. Lũ đàn này á.
Can you drive to this one? You know the way. You can drive. You drive. I need to go over the case notes. Cái lỗi gì mẹ rồi thôi. Read that those goddamn Chinese want to sell the relief food that we're sending them. Sao không ta? Trời quá trời nhiệm vụ này, chỗ này nữa. Nhưng mà nó ở đâu này? Của mình đang ở đâu này? Má nhà thằng này lái cũng khổ thiệt á. Bây giờ mình đã chỗ túc lúc chỗ nào này không hiểu nữa. Trời trên này vẫn còn chưa khám phá nữa. Lấy giùm đi mày. Tao mày rồi á. Want to sell the food to fund the civil war against the communists. Nhờ thằng này lái từ nãy giờ mới chịu nhận mà lên xe, nay đứng im. Để xem thử chúng ta phải lục tung cái manh mối để xem thử mới tìm được cái gì. Trực giác này. Ủa, như vậy là không có à? Như vậy chúng ta sẽ quanh lại cái chỗ này thêm một lần nữa. Tại vì mình đã hack cái gì ta? Cái đầm máu rồi, giờ chỉ việc đi tới chỗ cửa hàng rượu và quán bar á. Nhầm hai cái này khác. Đây là tiệm rượu mà cái mùi của người nạn nhân đó phát ra. Còn đây quán bar là cái nơi mà nạn nhân đã đến, khách quen. Thì mình, ok mình sẽ lấy cái chỗ này xem thử. Xa không? Cũng hơi xa nhưng mà nãy giờ câu thời gian quá rồi này, quyết định sẽ skip một chút. Lấy hộ. You know the way, you can drive. Xem thử. Alo Picasso. What can I do for you? LAPD, Phelps and Galloway. We're making inquiries into the murder of Evelyn Summers. Evelyn? She's dead? You knew Evelyn Summers, Mr. Robbins? Yes, I knew Evelyn. I was a good friend of her ex-husband. She kept some of her stuff here. Can you show us, please? Sure. Come this way. Rồi. Món đồ gì? Món đồ gì? Không lẽ là bị dọn đuổi ra khỏi nhà đang dọn đồ à? You got some fine stock here, Mr. Robbins. You know, you let us take some for the road, this case might get solved a lot quicker. He's joking, Mr. Robbins. Gì? Cô ấy sống trong này à? Why? Chúng ta có gì đây? She wasn't always such a loner. Đây là bạn bè cô ấy à? Ủa chứ cô ấy là ai? Không biết bà nào nữa. Hồi nãy là kiểu nạn nhân bị quýt. Evelyn was reading Aristotle. Cái này là Evelyn gì wasn't stupid. The only stupid thing about her was her need to drink. Kim cứu khoa nè. And she was borrowing books from Grosvenor McCaffrey. Cô không hiểu sách này là gì vậy? Đây là sách mà bà mượn. Nhưng mà lần này có lẽ là như nó hơi khó khăn với mình. Có lẽ trình độ hiểu biết của mình là cần phải xem. Mình quay xong mình sẽ xem lại cái đoạn clip này nhiều lần để mà hiểu được cái nội dung nó là gì. Guessing Evelyn hadn't held down a job for quite some time before she was killed. Summer.
Đây có lẽ là cái bảng hiệu huy chương gì đó cho bà. Không phải huy chương, như kiểu là một cái bằng khen hay. Đúng không ta? Cái đó phải bằng khen không ta? Cũng không biết cái đó là cái gì, nhưng mà nó ghi như vậy, có nghĩa là có lẽ là bằng khen thưởng. Exactly did Evelyn work in the pictures? A few years ago. She worked in legal copyrights for music. Nhạc. Đây là cấp mà của nó giành được. Bowling à? Rollins Bowling Alley. Maybe Evelyn did something other than drink in her spare time. Trời ơi, bây giờ hết quán này tới quán khác ai chịu nổi. Corner of 9th and Grand. A lot of cops bowl there on Tuesday nights. Trời ơi, quá trời quán bar này, biết nói gì sao vậy ta. Nhưng mà còn gì nữa không ta? Chắc là bản thân của cô ấy. Mình nghĩ là hình như hai người này giống nhau hay là mẹ cốt. Thì mình nghĩ là bà ta là chắc đứng ở bên trái, còn con là đứng ở bên phải. Chỉ có cái đó cũng chỉ là suy đoán thôi. Chỉ có khi nào mà làm xong hết nhiệm vụ mình mới biết được cái ý nghĩa nó là gì. Hình như có một bộ quần áo đây. Hết rồi phải. Tại sao cô ấy bị trói trong này làm gì ta? Tôi kỹ à. Đèn thì chấm cháy. Không biết còn gì nữa không ta? Đồng, đi điểm. Ok, quất luôn đi được giá đi. Hay xui. Ok. Hết hiện rồi. Giờ mình đã điều tra hết rồi. Giờ cần phải đi tới chỗ. Trời, giờ phải hỏi em này. Đầu tiên cho tôi hỏi là liên lạc với nạn nhân. We're trying to account for Evelyn's movements yesterday. She came by in the morning. A social visit to pick up some of her things. She had a couple of bucks and bought a quart of rye. Kiểu lùng nó thật. Hôm nay nó kiểu nó bơ vơ quá. Từ từ để xin. Chúng tôi đang cố lần theo hành trình của Evelyn vào ngày hôm qua. Cô ấy ghé qua vào buổi sáng, đang thầm thông thường hay để lái một số thứ gì của bà ấy. Cô ấy có vài đồ trong túi, mua vài đồ trong túi và một chai rượu. Thì suy nghĩ của mình thì có là nó thật. Thì cứ cho là nó thật đi. Any idea where the money came from? She didn't mention it. But she did say the booze was a present. She said they had been fighting and she had to make it up to him. Mua rượu để làm lành với bạn trai à? Quan hệ, từ, đúng không ta? Cô không nói gì nhưng chỉ đề cập cho chai rượu là quà tặng cho một cậu bạn. Cô ấy nói rằng họ cãi nhau và phải làm lành với cậu ta. Ok. Không, bà này chắc 40 tuổi rồi, chắc ai chứ. Bà này có chồng rồi mà. Quan hệ với nạn nhân. Were you and Evelyn close, Mr. Robin? How many people will be sad she's gone? I'll be one of the few. Từ ông này nói câu bơ vơ quá. Cứ phải suy nghĩ. Tôi không có nhiều người. Sẽ không có nhiều người thấy buồn khi cô ấy mất. Tôi nằm trong số ít còn lại. Số ít còn lại là ý là nói ít còn lại là sao ta? Không có nghi ngờ đi. Hành xui nhé. When Evelyn bought the booze, did she say who she was meeting or where she was going? A young drinking friend of hers, I think. Don't recall his name. Sai luôn. Quan hệ với MC Crawford. You know a friend of Evelyn's by the name of McCaffrey? Not personally.
We're struggling for leads, Robbins. Nói như bạn nghe liền. McCaffrey? She idolized him. What I gathered, the feeling was far from mutual. He seems to peddle a revolutionary stance, fixing the ills of society. You could see how it would appeal to down and outs like Evelyn. Thanks for your help, Mr. Robbins. No problem. Hey, I'd like to make arrangements for the funeral. You think I could get in touch with Evelyn's mother? Put in a call to the watch commander at Central Station, Mr. Robbins. He'll be trying to reach the next of kin. Thanks. Get the guy, huh? Evelyn never hurt anybody. Ta-ta. Finest in radio entertainment is on KTI Radio 760. Nhìn như vậy cho nên đấy bị gạch bỏ, nhưng mà là ông này không phải là hung thủ, không nằm trong là đối tượng tình nghi. Giờ là mình sẽ đi đến chỗ gì đây? Chỗ quán bar. Quán bar này, sân bowling này. Tầm lớp nơi hết rồi. Đây là chắc chắc người á. Trước tiên có xem sao không ta? Ok, cũng gần đây, cũng chỉ đi tới chút xíu là bỏ. Rạp gì vậy? Rạp History Tip Tree khánh thành vào tháng 3 năm 1922. Các quan chức cấp cao tại tập đoàn Radio Cap Opium Picture Company vào năm 1928 đã nó được trao đổi thành RCOTG, có gần 3.000 chỗ ngồi và truyền hình trực tiếp các chương trình tập kỹ cũng như các bộ phim. Ok, đi thôi. Không biết cái này nó lấy giống từ thành phố thật không ta? Hay như kiểu GTA 5 á? Hay là cũng chỉ tự sáng tạo ra mà làm? Sorry. Em tới nơi rồi mà em tới nơi rồi mà anh chị mới đi thôi à. Bỏ đi. Giờ tới chỗ. Đây là quán bar. Lúc sáng. Drink, fellas. Phelps, Galloway, homicide. We need to ask you some questions concerning Evelyn Summers. I'm Walter Mensch. Evelyn Summers, what is it now? You knew Evelyn? As well as I wanted to know Evelyn. She's a pain in the ass, always coming in here, cadging drinks, never had any money. She was in just a couple of nights ago. Did she ever tell you where she was staying? I don't know. I think she was living rough. She had that kind of stunk about her. Who did she drink with? A bunch of these guys. Ask around. Mấy gái đàn ông trong này là ai? Như vậy có đứa chứ mấy? Mấy gã đàn ông trong này mà cuối cùng có đứa? Hài thật. What's your name? Ông tên là gì? Grosvenor McCaffrey. Mind if I ask you some questions, Mr. McCaffrey? I'm just a starving writer, detective. What do you want to ask about? Evelyn Summers, and why she was found beaten and strangled in the rail depot on Santa Fe. Okay. Ồ, có nhiều cái mình bỏ sót quá. Thế này bây giờ mình ít hiểu well vài you know? Cái chi tiết bị mất tích. I can't say that I knew her. It was more like I was aware of her. Tự xíu vòng tạo. Xem chứng cứ coi nè. Làm phiền. Mua rượu. Cửa hàng đã xác nhận là cho một cao bạn khi tải cò. Không lẽ ông nội, không lẽ ông nội nè. Back here. Ê. I've not said my piece yet. Do you have a criminal record, Mr. McCaffrey? Nothing serious. I've had a few skirmishes. Tại sao? Nghi ngờ nhé. You want to save me some time, or do you want me to look up your file? Industrial disputes, strikes, workers' rights, that kind of thing. A regular fifth columnist. Nice to meet you, comrade.
quan hệ với nạn nhân. You say you barely knew Evelyn? Yes, that is correct. Trời luôn nghi ngờ này. I don't like you, McCaffrey. You look like someone who's trying too hard. Like your whole life is some kind of performance. I think you need to. Sao mình lại nghi ngờ ta? Mình không có kịp xem thử được cái có chứng cứ gì mà để xem cái này. Ok, mình đã quay trở lại. Hồi nãy là do xem không kịp chú ý này sai rồi. Mình biết cái đó là nó giấu nên cần phải đưa một cái chứng cứ gì đó để mà bắt nạt. Cái đó là do mình lỗ, mình không có chú ý thôi. Không chú ý vì manh máu. Nó giấu nè. You're lying, McCaffrey. You looked down your nose at Evelyn, but you knew her and you have some idea of what happened. I hope you're holding aces. I'm telling you again. I barely knew the woman. Và mình cũng đã xem xét được đây là ký tên đây, thằng này đây, tìm thấy trong số vật dụng cá nhân của nạn nhân. Vì nghĩ là chắc đây là hồi nãy nó nói gì con ạ? Anh nói là anh chỉ biết xa xa sao đưa cung nghiêng sách là sao? Why would you lend her your book on metaphysics if you only knew her in passing? It was more than that. A Renaissance man like yourself lending his books to his acolytes. She hounded me about that goddamn book, and then she lifts it from my apartment and lies to my face that she didn't take it, as if she could even comprehend any of it. I saw her go into a hotel with Tiernan last night. They had booze in a paper bag. He's your man. Thank you for the information, Mr. McCaffrey. Cảm ơn. Thay vì mình đã nói rồi, do bởi mình sai cái là coi như cốt truyện bị thay đổi liền. Vì thế cần phải nếu không là trượt tay cái là chết á. Giờ để xem nào, chúng ta còn gì nữa không ta? Nhiệm vụ phụ quá trời luôn. Thế bây giờ làm cái nhiệm vụ phụ đi. À không, chắc làm nhiệm vụ chính đi. Làm cái mai làm nhiệm vụ phụ sao? Giờ chúng ta sẽ đi La Cosa ra cái xem này. Đi đi. Levin King. A message from Captain Donnelly, return to Central, go to. Levin King, en route. Let's not keep the man waiting, Phelps. Kệ mày em đi. Easy. Ok, đầu trung tâm đi. Tại vì mình nghĩ chắc đầu trung tâm phải có một cái vấn đề gì đó quan trọng mới đấy. Kiểu không là mình mà tới kia trước là không có gì, không có một cái chứng cứ gì đó quan trọng thì tí nữa lại nó cũng không có biết nói như nào. Là chúng ta chỉ việc trở về đồng trung tâm, chắc là cũng sẽ có một cái vài cái vấn đề liên quan tới những cái vụ án Moller. Beery Moller nó đọc như vậy. Có lẽ quẹo qua đây đồng là như cảnh sát trung tâm rồi sao ta? Ok, ta nơi rồi. Mình luôn luôn mà check map á. Những vụ án bây giờ nó có nhiều vấn đề gọi là hại não quá nên là bây giờ phải xem đi xem lại nhiều lần thì mình mới hiểu được mình hiểu được chi tiết được cái vụ án này. Như vậy là khi quay xong cái đoạn game này thì mình cũng sẽ xem lại video này để mà tìm hiểu thêm nhiều chi tiết, kiểu không mình sẽ bị bỏ lỡ đi một cái chi tiết nào đó. Lâu ấy bãi sao mình đứng ở đây này. Rồi mình sẽ vô trong cộng đồng. Captain is downstairs with Ray Pinker and Carruthers.
ở dưới này, giờ mình sẽ đi xuống dưới này đi xem xét. Ok. Skeleton goes into a bar and orders a beer and a mop. Hello, đại tá. What's this about, Captain? Ray and Mal have some concerns over the Henry and Muller cases, which I don't want aired outside of this room. The evidence is solid, Captain. I agree, Rusty. It's just that corpses keep piling up. Copycats. I've been banging the same drum. But the notes and the lipstick messages. Evelyn Summers, Cartel Classic Carmine. Each woman, same brand, same color. Teresa Terrelson didn't have a lipstick message. Technically, you're right, Rusty. She didn't have any lipstick. But she did have a message. We found it beneath her dress, scraped with a sharp stick. What did it say? You sure you want to know, Ray? As far as we can be sure, it said, cunt BD. That's one way of looking at it. Looking at what? Cunt is all about access. What? You're married, so yours is mortgage. Some of us like to pay by installments. This guy doesn't like to pay at all. Why are you so angry now? Because I just had to fire one of my assistants. He was a friend of Jameson's. God knows what he might have been up to. Captain, we have good leads in the Summers case, but it's up to you to decide how we proceed. Keep this under your hat. Follow up on Evelyn Summers. I want daily reports. Mình nói thật, bây giờ mình đi cùng với thằng này biết bao nhiêu lần rồi mà mình vẫn không ưa nó, vẫn còn ghét nó. Thằng này nó không bao giờ nó kiểu nó giúp gì hết á. Nó được cái mồm mà nó keo cứ trắng trắng hoài. Bây giờ là mình đã, như là nãy giờ mình cũng đã quay khá là nhiều rồi, thì bây giờ chúng ta mới hoàn thành được có chút xíu mấy. Thế nên bây giờ là mình nghĩ là chắc cũng được tầm một nửa. Bây giờ mình cũng vẫn còn đăng bí. Thôi để mình tới chỗ này mình gọi điện xem thử là như thế nào. Phelps badge 1247. How could I help, detective? I need an address for a Grosvenor McCaffrey. Ủa, hình như mình có rồi mà. Grosvenor McCaffrey. Apartment 6, 126 Yale Street, between Ord and Alpine. Thanks, ma'am. Cảm ơn cô. Đó, chúng ta chỉ dừng game này tại đây nhé. Tập sau mình sẽ phá án tiếp. Thì bây giờ có nhiều thứ mình cần phải xem lại để mình xem xét thì mình có bỏ qua gì không. Tại vì bây giờ các bạn xem như các bạn cũng không có như nào, nhưng mà các bạn chơi các bạn phải động não nhiều. Nên từ nãy giờ mình cũng động não hơi bị nhiều rồi, nên là mình sợ là mình đã bị bỏ quay một vài thứ này, mình cần phải dừng game tại đây và để xem xét lại một vài cái chi tiết đó. Hẹn gặp lại các bạn trong tập sau của El Hanoi, và chúng ta sẽ xem xét được cái hung thủ là ai, và đằng sau mọi cái chuyện mà bị mất nhẫn này, bị lọt đồ này, bị ghi lên mấy cái dòng chữ gì này đó. Phải đến cuối game, có lẽ đến cuối game thì mình mới biết được là mấy cái đó nó có ý nghĩa gì, và nặng và hung thủ đó là ai. Thì mình chắc chắn mấy thằng kia, chắc mấy thằng nhân vật phụ. Còn bây giờ mình nghĩ là mình sẽ dừng game tại đây, chắc chắn là dừng game tại đây luôn chứ nghĩ gì nữa. Ok, goodbye, hẹn gặp lại các bạn trong tập sau của El Hanoi, nó lần thứ hai nữa.